Làm đồ chơi từ cốc giấy. Mẹ chọn màu vàng. Bố chọn màu xanh đi. Ok, mẹ chọn màu đỏ đi. Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến vàng, con là cây nến vàng, ba ngọn nến vàng vàng. À, thắp sang một cây nến vàng. Đây là một chiếc tên lửa của chị này các em ơi. Đây là con heo cao cổ của mình nha các bạn ơi. Còn đây là con Doraemon của bố này. Wow, các bạn thử chấm điểm xem ai làm đồ chơi từ cốc giấy đẹp nhất nhà mình nha. Wow.